Vụ cháy thương tâm xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng ngày 24 tháng 10. Người dân sống gần ngôi nhà trên con hẻm đường 138, khu phố 2, phường Tân Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, khiến hai người tử vong và 4 người khác bị ngạt khói và bỏng. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, người dân sống cạnh ngôi nhà số 82/19 đường 138 phát hiện khói lửa dữ dội bốc ra từ địa chỉ này nên đã tỉnh giấc. Nhiều người cố gắng huy động bình cứu hỏa mini khống chế hỏa hoạn, tuy nhiên khói lửa nhanh chóng bốc lên dữ dội bao trùm toàn bộ căn nhà, thông tin được báo đến lực lượng chức năng. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận 9 đã xuất 6 xe cùng 42 cán bộ chiến sĩ có mặt kịp thời nhưng do phát hiện muộn nên lửa đã bao trùm toàn bộ căn nhà. Theo cảnh sát phòng cháy chữa cháy, do nhà đang xây dựng, đang trong giai đoạn hoàn thiện nên gia đình dọn ra ở tạm 2 phòng kiosk kế bên, bình thường cho thuê. Hỏa hoạn khiến bà Phạm Thị Mùi, 63 tuổi chủ nhà và bé Châu Ngọc Hân, 3 tuổi, cháu ngoại bà Mùi tử vong, khiến 4 người khác bị thương gồm Huỳnh Thị Hồng Vân, 31 tuổi con gái chủ nhà, Huỳnh Ngọc Tiên, 12 tuổi cháu nội của chủ nhà, Huỳnh Hồng Tâm, 38 tuổi con trai chủ nhà và Huỳnh Phước Thiện, 41 tuổi con trai chủ nhà. Hiện cảnh sát đang phong tỏa hiện trường khám nghiệm và điều tra làm rõ vụ việc. Trên giường dưới giường. Lưu Văn Tồn.